Bây giờ là chiều ngày thứ sáu. Hôm nay mẹ cho Mel đi ăn phở nè. Mel đi xem phở. Súp. Phở. Giỏi ghê chưa, Mel đi khoái ăn gà lắm đó, Mel đi ăn thịt đó. Baby, do you go shopping? Nana. Shopping with Nana? Abby. Yeah, baby and Nana. Do you see mommy car? What's that? Chicken. Chicken? Chicken? Oh, bug.